Liên quan đến việc mở lại đường bay quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh và địa điểm lưu trú cụ thể tại Việt Nam. Khi bán vé, hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp. Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao trao đổi thông nhất với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Lào về đối tượng được nhập cảnh, quy trình nhập cảnh và những điều kiện của Việt Nam với người muốn nhập cảnh. Theo đó, người muốn nhập cảnh phải được kiểm tra thân nhiệt, cài đặt ứng dụng nCoV và khai báo y tế, có giấy xác nhận xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với sars-cov-2. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu bố trí khoang riêng biệt cho các hành khách quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào việt nam không ngồi cùng các hành khách nhập cảnh từ sáu địa bằng nối lại đường bay thường lệ với việt nam